tức là cái đám này là vừa rồi nó bị ngập. Ngập tới đâu? Ngập lên ngay chỗ này, làm vô tới ngay chỗ đó là nó là cái cây bảo cuối này á. Cây bảo cuối á. Mấy ngày mấy đêm? Hết 2 ngày với 1 đêm. Trời ơi sao. Hàng chi tức mà nó hay đó. Tức ý là anh nói cái này nè. Tức là nếu mà 2 ngày 2 đêm mà gặp bình thường là nó chết rồi. Chết luôn rồi. Nhưng mà cái si là nó hay cái là nó làm cho sau khi rút nước một cái là nó có các cái lỗ. Nó thông, nó thở được. Đúng rồi, nó là như vậy. Đất nó sốt nên nó rọt nước rất là nhanh. Nếu như mà đất nó, bình thường không có si là cái cây nó chết. Trời ơi, bữa trước anh quay nha là chưa có đẹp lắm. Nhưng mà sau đó đó em gửi hình cho anh là anh mê luôn. Mà sao tao nghe mày nói gì trơn trời vậy? Nên tự nhiên lại tao vô tao chơi giới tao kêu ủa chết mẹ sao rồi? Trời ơi. Thúi hết toàn bộ rễ luôn. Nè cái lớp lá trong này hồi đó em gửi cho anh nè. Cái lớp lá trong nè. Trời ơi. Ông ơi. Đúng là. Không. Không có gì mà trời hại. Không có gì bằng trời hại nè. Hỏi anh cái cây khỏe vậy, từng lá vậy, từng đó, mắt. Hồi đó mày chụp cho tao cái thằng lá trong nè. Cho nó, tao lấy cái, anh lấy cái hình của em anh đăng lên Zalo. Ông ơi. Nếu không mấy là giờ nó y dày hết nè. Y cây này nè. Nè cây này không có bị rễ không bị nè thấy không? Ừ. Tức là nó cũng bị ngập chứ. Nhưng mà nó chắc cây bị ngập nhưng mà nó vẫn còn khỏe. Cây này nó khỏe hơn. Tức là hồi đó nó mình phục hồi thì cây này nó khỏe nhất. Thì nó đỡ hơn. Tại vì cái đám nào xưa nó chỗ cha xong mình phục hồi lên là lúc đó phục hồi mới vừa ổn định lại là thì, biến cho anh thằng nữa. Thì được có một cây lá lấy rồi. Sao em gửi hình nó quá trời đẹp rồi. Nè, thấy không? Hễ mà rễ nó hư thì đầu. Đất không khỏe, cây không khỏe. Không, rễ nó hư là đầu nó bị cái con này. Nói gì? Trời ơi, nó cùi lại rồi. Đau xót thiệt á. Quá. Thôi, bung lại rồi, nó bung lại hết rồi em ơi. Bung lại rồi. Ngập 2 ngày 2 đêm. Sụp. Sụp xuống dưới. Sụp cho rễ cọc và phun lên trên. Cầm đây này, cọc 4 5 lỗ vòng đây, cọc đó xong rồi đây. Cứ làm nhưng mà hai bận mới có con đường sống lại đó. Hàng chi trong kho một nồi canh luôn, canh xây luôn. Quá xì. Trời ơi, đúng là nó chết hết toàn bộ cái rễ hôm trước luôn á. Chết luôn cái cây này. Thôi được rồi. Hỏi anh cái cây đang mạnh vậy đó, giờ thịt lại mới vô được cái từng lá thứ hai, từng loại khác rồi. Đau khổ thiệt chứ. Dập the nè. Cái này nắng buổi chiều ha, nắng buổi sáng. Nếu cái chùm này nằm bên kia thì không bị tia tử ngoại nè, nó hay bị dập the nè. Nên phải để người ta trồng cam là người ta phải trồng cây che bóng hoặc là ta để cái tầng lá lên để nó che lại. Sắp tới nó sẽ hết. Nhưng mà nếu cái chùm nó nằm bên đây thì không bị. Không, giờ lấy nó che nó luôn. Lấy nó che nó, em phải lấy nó che nó. Đây nè, những cái trái đây nè, mặt trời lặn hướng đây này đúng không? Mặt trời mọc hướng đây thì cái trái này bên này không có bị dập ạ. Đó. Cái tia hồng ngoại nó không sao ạ. Đây này, đây thấy rõ nhất nè. Cái trái này là hướng nguyên cái nắng buổi sáng nè, không sao. Nhưng mà cái này hướng nắng buổi chiều này là dập thè. Em phải ngửi mùi thơm nữa vậy. Thơm lắm. Dập thè đó. Nên cái tia tử ngoại là nó rất là hại. Nắng buổi chiều là tia tử ngoại mà. Là hại. Tội nghiệp nhất là chim chóc. Không, nhưng mà mấy tháng nữa đó là cái đám này đẹp ạ. Cái đợt bông này mà nó đậu trái nó quăng xuống á. Đó, nó cứ ra một cái. Có cây trên nó che. Là đẹp á. Cái dòng này với lại cam này với bưởi nó chịu nước, nó tức là nó chịu ngập, chịu đựng được tốt. Tốt luôn. Rải như rải cây mai. Nhưng mà sầu riêng là không được. Sầu riêng là ngập là chết á. Sầu riêng giờ em nói thiệt chứ đúng y ra cái nó là như cọng giá, cái đầu đỏ, cái đầu rễ. Nó nhạy cảm lắm. Thôi chết rồi. Làm lại. Lại tới mùa mưa phục hồi lại. Không sống rồi. Ôi ngập lên tới đây mà hai ngày hai đêm thì kinh quá. Ngập ngay chỗ này là lên tới mấy mét. Còn trong đó chết hết luôn, chết hết bà cái rễ hồi xưa chết hết đi. Ủa chết được, lấy đâu được vậy rồi ha. Cái này lớp lá trong nè. Thấy không? Chụp hình mày gửi cho tao lúc đầu nó đẹp. Không, nó da rồi, được rồi. Được rồi.